Em dậy chưa? Dậy thôi, dậy thôi, nhẹ, dậy thôi.
nha. Bố.
chờ mẹ. Mum. Mam nhá. Now.
mà xem á. Đây nhá, anh lấy con lợn về cho hai mẹ con nuôi này. Nha, hai mẹ con chăm sóc nó nhá. Ôi, con lợn ngon thế. Con thích không? Thích không? Bác lấy con lợn cho này. Nha, hai mẹ con chăm sóc nó nhá. À, cho hai mẹ con nhá, nuôi nhá. Ừ, con lợn này ngoan lắm. Nó hiền nhờ. À, xem này. Đây con lợn nào bà. Ôi, con sợ á, con sợ con lợn á. Hả? Con lợn hiền mà. Con lợn ngoan mà. Béo thế nhờ. Béo thế. Béo thế. Thế nó ăn bằng cái gì đây anh? À, ăn cám. Cám gạo nhá. Trời, không có cả chuồng nhé. Không có cả chuồng. À, thôi nè, thôi nè, thôi nè. Thôi con lợn nè. Hai mẹ con nuôi nhá. Em cảm ơn nhé. Vào nhà uống nước đây. Vào nhà uống nước đây. Này 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 này. Xem con lợn nào, thấy mấy mẹ xem con lợn nào. Kìa, yeah, con lợn đi kìa. Ik bye bye, bye bye đi, bye bye đi. Bye bye. Bye bye. Mấy mẹ cho con lợn đi ăn nhá. Nhá. Con lợn đi ăn nhá. Ik. Mam cho con lợn mam. Con lợn mam nhé. Con lợn mam nhé. Nào. Ăn đi nào, bón mày.